Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, tử vi có ý nghĩa quan trọng trong việc dự đoán và tiên liệu cuộc đời của mỗi con người. Và nếu bạn đang tìm hiểu về tuổi Đinh Sửu nam mạng, về vận hạn, gia đạo, sức khỏe, tình duyên cũng như diễn tiến cuộc đời qua từng năm thì quý vị đã đến đúng nơi. Hãy ở lại đến cuối video và để cùng chiêm nghiệm và thu nạp những kiến thức hữu ích quý vị nhé. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Gia chủ Đinh Sửu sinh năm 1997, nam mạng, có cung mệnh thuộc cung Ly, trực thâu, mạng giản hạ thủy, nước dưới khe, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế cô quạnh, xương con trâu, tướng tinh con trùng, cậu tài cậu quý độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nam mạng Đinh Sửu qua bài thơ sau. Đinh Sửu số mạng như là Giang Hà, là nước chảy dài ra sông, che mà sinh thuận thu đông, mùa hạ lỗi số làm không nên trò. Số như nổi sóng lênh đênh, đầu đội, tay sách, vác cày lùa trâu. Sinh ra nhiều lúc hiểm nguy, tưởng chết thuở nhỏ, lúc thì mới sinh. Số này quyền tước công danh, không thầy cũng thợ mới đành số ta. Tuổi này tính nết thật thà, giận ai nói dữ nhưng lòng vị tha. Đầu tiên làm có của kho, nhiều lần làm khá hiệp rồi lại tan. Tổng quan, cuộc đời Đinh Sửu nam mạng không phải chịu nhiều vất vả về thể chất và tinh thần. Tuy không được thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp, nhưng đường công danh có chút rộng mở, cuộc sống không được giàu sang nhưng cũng không đến mức túng quẫn. Họ sẽ có được địa vị nhất định trong xã hội vào năm 30 tuổi, sự nghiệp được vẹn toàn vào năm 34 tuổi. Những người tuổi này hưởng thọ từ năm 78 đến 85 tuổi, nếu ăn ở hiền lương, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên, chuyện nhân duyên của nam mạng Đinh Sửu được chia ra làm 3 trường hợp như sau. Người sinh vào tháng 8 và tháng 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những người sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Nam mạng Đinh Sửu được hạ sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch sẽ là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào mà sẽ chung sống hạnh phúc cùng ý trung nhân duy nhất của đời mình đến trọn đời. Gia đạo công danh. Công danh của nam mạng Đinh Sửu chỉ dừng ở mức trung bình, gia đạo luôn biến động chứ không được ấm êm. Nếu biết nhẫn nhịn và tin tưởng hơn sẽ bớt đi phần nào rối ren trong gia đình và những khó khăn trên con đường công danh. Từ năm 34 tuổi trở đi, gia đình sẽ được yên vui, công danh vững vàng hơn. Sự nghiệp sẽ được vẹn toàn vào năm 30 tuổi, tài lộc ở mức bình thường vì luôn vào cửa trước, ra cửa sau. Để vận trình tăng cường công danh, sự nghiệp ngày càng phát triển, thăng tiến, bản mệnh có thể sử dụng pháp khí chiêu tài, trợ thân hàng đầu trong phong thủy, đó chính là vòng tam hợp quý thần. Với nam mạng tuổi Sửu, thân chủ nên đeo vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu để phù trợ cho tuổi của mình. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với 3 viên mã não màu đỏ có khắc hình 3 linh vật Tỵ, Dậu, Sửu, mang năng lượng hội tụ, chiêu đón tiền tài, vượng khí cho thân chủ. Đồng thời nhờ sức mạnh của tam hợp quý thần sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ xung quanh, giúp bản mệnh dễ dàng có được sự giúp đỡ của người khác trên con đường tiến thân. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, Tỵ, Dậu, Sửu cũng cần được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để phát huy tốt nhất công năng, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tuổi hợp làm ăn. Canh Dần, Quý Tỵ, Giáp Ngọ và Bính Thân là những tuổi hợp với Đinh Sửu nam mạng về đường tài lộc. Nếu kết hợp làm ăn với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, tránh được rủi ro, thu về nhiều kết quả lợi nhuận. Lựa chọn vợ chồng. Muốn vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn, tiền bạc dư giả, công danh tiền đồ rộng mở, sáng lạn, con cái đề huề, không phải lo nghĩ về bất cứ vấn đề gì thì nam mạng Đinh Sửu nên lựa chọn kết hôn với những người tuổi hợp với mình về đường tình duyên lẫn tài lộc như Canh Dần, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Bính Thân, Mậu Tý và Đinh Hợi. Vợ chồng sẽ mặn nồng, tình cảm, nhưng mà tiền bạc chỉ ở mức vừa đủ chi tiêu chứ không vươn tới được sự cao sang quyền quý khi bạn kết duyên với các tuổi Đinh Sửu, Tân Tỵ, Quý Mùi, Tân Mão, Nhâm Thìn và Ất Hợi.
Cuộc sống sẽ không mấy may mắn thuận lợi nếu năm mạng Đinh Sửu nên duyên vợ chồng với các nữ mạng tuổi Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Mậu Tý, Giáp Ngọ, Bính Tý, Giáp Tuất và Canh Ngọ. Nguyên nhân là vì những tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên lẫn tài lộc. Vào những năm xung khắc trong chuyện lương duyên, đó là vào 19, 25, 31, 37, 43, 49 và 55 tuổi, bạn không nên thành gia lập thất sẽ tránh được cảnh vợ chồng chia lìa xa cách, đứt gánh giữa đường. Nam mạng Đinh Sửu sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 âm lịch thường có số đào hoa, lấy nhiều vợ hoặc gặp phải khó khăn trắc trở trong chuyện hôn nhân. Tuổi Đại Kỵ. Đinh Sửu năm mạng không nên cộng tác làm ăn hay nên duyên vợ chồng với những người tuổi xung khắc như Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Mậu Tý, Giáp Ngọ, Bính Tý, Giáp Tuất và Canh Ngọ. Nếu kết hợp với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ khó được như ý muốn. Nếu chốt lỡ yêu thương nhau mới biết phạm tuổi Đại Kỵ mà hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình rầm rộ, mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Và nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, sống tốt đời đẹp đạo, làm nhiều việc tốt thì mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất. Đinh Sửu năm mạng có đại hạn vào các năm 23, 29, 31 và 38 tuổi. Bạn phải hết sức thận trọng trong mọi việc, đề phòng những chuyện bất lợi, rủi ro, đau ốm, bệnh tật hay tai ách xảy đến. Công danh sự nghiệp và tài vận vào những năm này không được hanh thông suôn sẻ. Chuyện tình cảm và gia đình có nhiều rối ren, mâu thuẫn, bất hòa. Những ý tưởng mới, những dự định lớn, bạn để đợi những năm này qua đi rồi hãng thực hiện sẽ thu được kết quả tốt hơn. Để vận trình gia đạo sự nghiệp luôn được vẹn toàn, hanh thông. Bản mệnh có thể sử dụng pháp khí chiêu tài, nạp phúc, hàng đầu của nhà Phật, mang tên Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật, nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Nếu phải xuất hành đi xa và cần thực hiện những công việc lớn quan trọng, thì năm mạng Đinh Sửu nên lựa chọn khởi hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tránh được rủi ro, mang về nhiều thành quả, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Diễn biến từng năm. Từ năm 30 tuổi đến năm 33 tuổi, bạn phải trải qua nhiều thăng trầm sóng gió vào những năm trước đó, nhưng những chuyện xấu sẽ dần qua đi để nhường chỗ cho những điều mới mẻ hay đẹp. Năm 30 tuổi vẫn còn chút rối ren trong chuyện công danh, công việc và gia đình. Sang năm 31 tuổi có lộc về tiền tài, nhưng cẩn thận đau ốm, bệnh hoạn hay tai ách vào tháng 8. Tháng 2 và tháng 3 của năm 33 tuổi cũng không được tốt, nhưng từ tháng 9 trở đi thì chuyện tình cảm và tài vận được phát đạt tốt đẹp. Từ năm 34 tuổi đến năm 38 tuổi, năm 34 tuổi sự nghiệp được vẹn toàn, tiền tài dồi dào nhưng gia đình và công việc gặp chút khó khăn. Năm 35 tuổi coi chừng con cái cẩn thận, kẻo chúng gặp nạn, gia đình có chuyện buồn vào năm 36 tuổi. Năm 37 tuổi và 38 tuổi mọi chuyện yên bình nhưng vẫn cần thận trọng vào tháng 4 và tháng 8 của năm 37 tuổi, có thể ốm vặt hoặc bị mất chút ít tiền vào năm 38 tuổi. Từ năm 39 tuổi đến năm 43 tuổi, bạn có hạn vào tháng 6 của năm 39 tuổi, những tháng còn lại bình thường, có những xáo trộn nhỏ vào tháng 4, 6, 8 của năm 40 tuổi. Năm 41 tuổi, công việc thuận lợi, gia đạo yên ấm, tiền tài vừa đủ.
năm 42 tuổi và 43 tuổi, không có bất cứ biến cố nào lớn xảy đến. Từ năm 44 tuổi đến năm 47 tuổi, cần giữ gìn sức khỏe kẻo ốm đau, bệnh tật vào năm 44 tuổi, gia đạo có phần sút kém. Mọi chuyện được tạm ổn vào năm 45 tuổi nhưng vẫn phải thận trọng vào các tháng 5, 8 và 11. Năm 46 tuổi, được tốt hơn về sức khỏe, công việc cũng như gia đình, tiền tài và tình cảm. Để ý kẻo con cháu ốm đau, năm 47 tuổi bình thường. Từ năm 48 tuổi đến năm 51 tuổi, những năm này có nhiều chuyện vui đến từ con cái nhưng vẫn có những phiền muộn trong chuyện gia đình, tiền tài ở mức vừa đủ. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, không có bất cứ biến cố nào lớn xảy đến vào khoảng thời gian này và cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến sức khỏe bản thân, gia đình yên vui, con cái có nhiều triển vọng, tiền tài hơi hao hụt hay suy nghĩ và lo âu. Thưa quý vị, trên đây là toàn bộ cuộc đời của nam mạng tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Hy vọng với kiến thức tử vi trọn đời, phong thủy gia cát cung cấp sẽ là thông tin hữu ích đối với tất cả quý vị, giúp quý vị đạt được nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống của mình. Và nếu như bạn muốn nghe thêm các chủ đề liên quan thì hãy đăng ký ủng hộ chúng tôi kênh Phong Thủy Gia Cát để có thông tin hữu ích. Chúc quý gia chủ an khang thịnh vượng, vạn sự an nhiên. Xin mến chào và hẹn gặp lại.